Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV. Hiện tại Đức đang có mặt ở Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1, gần dòng xe An Phú, Thường An Bình Dương, hướng về 550, 200m nha các bạn. Ngày hôm nay thì giữa tháng 5 mà mình sẽ cập chặt giá cho bạn về dòng xe Vision 2021, cũng như là mình sẽ cập chặt giá cho bạn một số phiên bản của đời cũ 2019 ha. Thì đối với đời cũ thì hiện tại mình vẫn còn xe và mình cũng có lên màu sơ để cho các bạn những bạn nào yêu thích lên màu á, thì bạn có thể tham khảo thêm những cái màu sắc bên mình ha. Rồi, đầu tiên thì Đức xin cập nhật giá cho các bạn về dòng xe Vision 2021. Thì đối với giữa tháng 5 này á, trong mùa Covid này, về dòng xe Vision thì hiện tại đang bị cháy hàng. Chính vì thế thì giá hiện tại nó cũng tăng hơn chút đỉnh so với cái video trước đây mà mình đã báo cho các bạn nha. Rồi đầu tiên đó là cái phiên bản cá tính. Cá tính thì chỉ có hai màu sắc cho các bạn, màu xanh xám đen ha. Đó, màu xanh xám đen hoặc là màu xanh xám đỏ gì cũng được hết. Chiếc này, đó, phiên bản cá tính ha. Và màu thứ hai nữa là màu đen. Đó, màu đen phía xa phía đằng kia. Đó, màu đen ha. Thì đó với chiếc này hiện tại bên mình đang bán mức giá là 40 triệu nha các bạn ha. 40 triệu tăng 800 ngàn so với cái thời điểm mà trước đây mà mình báo cho các bạn. Tiếp theo đó là phiên bản đặc biệt. Đặc biệt thì chỉ có hai màu sắc thôi, là màu xanh nhám nè, xanh dương nhám nha các bạn, xanh dương nhám và màu đen nhám. Thì đối với đặc biệt thì nó không có tăng giá như cũ ha, sẽ là 37 triệu 500 nha. Phiên bản đặc biệt màu xanh này hiện tại mình đang bán rất là chạy nha, đặc biệt là những bạn nữ rất là yêu thích cái màu xanh này. Và màu xanh này có thể nói là một cái màu xanh đang rất là hot vào cái năm 2021 này đó. Các bạn có thể thấy màu xanh này trên mẫu xe Lít Thái cũng thấy nè, hay là trên những mẫu xe mà Aplus hiện tại thì cũng đang độ lên màu sơn này rất là nhiều. Nó kiểu như màu thịnh hành đó các bạn. Rồi, tiếp theo là về phiên bản cao cấp ha. Phiên bản cao cấp thì sẽ có 3 màu sắc. Màu đỏ đô các bạn. Đây. Màu đỏ đô nè các bạn. Đó, cái màu thứ hai nữa là màu trắng nha. Màu trắng. Màu đỏ đô. Màu trắng, đây, màu trắng phía bên này. Đây các bạn. Và màu thứ ba đó là màu xanh dương. Xanh dương ha. Thì đối với phiên bản cao cấp thì nó sẽ phối với cái yên và cái dàn mũ màu nâu nha các bạn ha. Màu nâu ha. Thì đối với cao cấp hiện tại thì giá sẽ là 36 triệu 800 nha. Tăng 300 ngàn so với cái thời điểm trước đây. Phiên bản cuối cùng đó là phiên bản tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì chỉ có hai màu thôi. Màu trắng đen. Đó, trắng đen ha. Tiêu chuẩn thì nó sẽ phối màu đen với màu cái yên màu đen và cái dàn mũ sẽ màu đen nha các bạn. Màu đen này, đó, màu trắng ha. Màu thứ hai đó là màu đỏ, giống như phiên bản cao cấp này các bạn. Đó, màu đỏ ha. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn thì mình đang bán mức giá là 34 triệu 200 nha. 34 triệu 200, tăng 500 ngàn sau cái video trước mình báo cho bạn. Thì giá đã có VT rồi, chưa có phí đăng ký cái biển số nha. Thì những bạn nào muốn biết giá chính xác cái biển số á, thì các bạn cứ comment phía bên dưới hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp cho bạn Ngân ha. Thì bạn Ngân sẽ tư vấn ra biển số cho các bạn luôn. Một số lưu ý khi các bạn mua xe phiên bản tiêu chuẩn nha. Phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không có cái khóa thông minh. Cái thứ nhất sẽ không có khóa thông minh nha các bạn. Đây. Đó, sử dụng khóa thường thôi. Nha, sử dụng khóa thường. Cái này là mình gắn cái chống trộm vào thôi nha các bạn. Thì gắn cái chống trộm này tầm khoảng 1,6 triệu. Đó, nhưng bạn nào không gắn chống trộm thì bạn gắn cái định vị tắt máy từ xa cũng được. Điều thứ nhất, cái điều thứ hai nữa là trên mẫu xe tiêu chuẩn này là sẽ không có cổng sạc nha các bạn. Không có cổng sạc nha. Đây. Quay cận kẽ cho bạn xem, không có cổng sạc nha. Đó, cổng sạc nè, nó sẽ không có cho đó ha. Đó, không có cổng sạc. Và cái điều thứ ba nữa là cái về phần đầu đèn phía trước. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn á, sẽ không có đèn định vị nha các bạn ha. Không có đèn định vị nha, cái này là chỉ để trang trí thôi. Chỉ để trang trí cho nó hợp với những cái phiên bản khác thôi. Nhưng mà nó không có gắn đèn LED trong đây ha. Nó chỉ có đèn xi nhan thôi, còn đèn định vị là không có nha. Đó, thì đó là ba cái điều mà các bạn mua xe phiên bản tiêu chuẩn các bạn nên chú ý ha. Còn đối với cao cấp, đặc biệt hay cá tính thì đều có hết, đều có khóa thông minh nè. Đó, khóa thông minh rồi có cổng sạc luôn, rồi có đèn định vị luôn. Đó. Thì giá thì đương nhiên sẽ cao hơn rồi. Ha. Đây, cổng sạc 12V nè các bạn. Cổng sạc nè. Đó chưa? Đó, cổng sạc 12V ha. Cao cấp, đặc biệt cá tính đều có cổng sạc nha. Rồi, thì đối với cá tính á, thì nó sẽ thiết kế khác một chút xíu về cái logo nè. Logo nằm ở trên ha, nhìn nó sang trọng hơn so với cái những mẫu còn lại.
đây. Những viên sành, những mẫu còn lại thì nó sẽ nằm ở phía bên hông. Đó, phía bên hông ha. Ngoài ra thì hôm bữa giờ trên kênh của mình cũng có rất là nhiều bạn hỏi về cái mặt nạ A Thất Ý này ha. Thì tất cả các phiên bản viên sành 2021 bên mình đều có mặt nạ này hết các bạn ha, sẽ đồng giá nhau sẽ là 500.000 đó. Mặt nạ ha, này là mặt nạ đen của cá tính nè, còn này là mặt nạ đỏ của cao cấp ha. Cao cấp hay là tiêu chuẩn thì cũng giống như nhau thôi đó. Nhưng mà mình nó sẽ là màu nâu nha, còn của tiêu chuẩn sẽ là màu đen giống như chiếc này đó. Đây mặt nạ ha, 500.000. Thì trên màu xanh hoặc là màu xanh dương thì mình cũng có nha. Đây đó, màu xanh dương thì cũng có mặt nạ luôn, nhìn nó trẻ trung hơn, đẹp hơn ha. Đó, đây cũng vậy luôn. Rồi, thì đó, với những bạn nam hoặc bạn nữ nào mà có chiều cao khoảng từ 1m58 đổ lên thì các bạn nên mua phiên bản cá tính đi ha, để cho chạy những cái tôn có dáng cao mình lên, nhìn nó đẹp hơn, nó sang trọng hơn các bạn. Và mẫu phiên bản cá tính này nó có cái tem xe nha, còn những phiên bản còn lại sẽ không có tem xe. Đó. Đó, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Còn đối với mẫu cũ 2019 thì mình vẫn còn xe nha, giá dao động từ 32.500.000 tới đến 35.700.000. Phiên bản phá thường sẽ là 32.500.000 á, các bạn lên màu cộng cho mình thêm 2.5 triệu nữa là chạy ra là 35.000.000. Chẳng hạn như chiếc này là phiên bản tiêu chuẩn nè, phá thường ha, bằng cộng thì mình 2.5 triệu nữa thì chiếc này lên màu đỏ 3D rồi. Còn như là hai chiếc này mình lên màu xám, màu bạc á, bạc đen ha, bạc đen. Còn chiếc này là màu xanh đen thì 32.5 triệu cộng thêm 2.5 triệu thì lên màu nữa là 35.000.000. Đây là cái mâm nè, cái mâm này thấy nhiều bạn rất là thích luôn. Mâm này thì 3.000.000 nha, nguyên một cặp nha bạn ha, nguyên một cặp 3.000.000 đổi bù. Đây một cặp luôn nha. Nó có màu đen nè, rồi màu đỏ, rồi màu cam, ba màu. Đó, quay chậm cho bạn xem màu xanh này ha. Ngoài ra cũng có màu cam nữa nha các bạn. Màu cam thì mình không có trưng ở đây, màu cam cũng có luôn nha. Phiên bản cá tính thì nó có thêm tem xe nè, nhìn nó mạnh mẽ cá tính hơn, năng động hơn. Còn đây là màu xanh nhám của phiên bản đặc biệt, xanh nhám. Thì đối với những bạn nào mà thích gắn cái công tắc bật đèn á thì mình vẫn có công tắc bật đèn nha. Công tắc bật đèn hiện tại bên mình á là bán là 400.000, bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Thì mình sẽ không có cắt dây điện nha, chỉ là đấu nối vào thôi. Chính vì thế thì sẽ không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe cũng như là cái chế độ bảo hành ha, an tâm an toàn hơn. Còn những bạn nào đem ra ngoài gắn thì các bạn nên lưu ý cho mình nha. Ở ngoài nó cắt dây điện thì sẽ không còn bảo hành từ dây điện của Honda nữa nha các bạn. Honda từ chối bảo hành nha. Chính vì thế thì các bạn nên vào hết gắn thì sẽ an tâm hơn. Ở đây thì có cái tiện ích đó là Aluminium Top nè, các bạn nên bật ở chế độ này để khi mà dừng đèn đỏ khoảng 3 giây thì động cơ sẽ tắt ha, sẽ tiết kiệm xăng hơn. Về mặt đồng hồ thì ở phiên bản này Honda Việt Nam cũng được trang bị thêm một cái dãy LCD thể hiện cái tổng số km mình đi được cũng như là cái báo hút xăng. Đó. Còn khóa thông minh này thì chỉ có tìm xe và tắt mở khóa thông minh thôi, chứ không có tính năng chống dắt nha các bạn. Chống dắt thì giá thành sẽ cao hơn, chứ vì thế thì sẽ không có đưa vào đây. Nếu mà đưa vào nữa thì giá sành vui sành sẽ tăng lên nữa. Thì so với hiện tại thì mẫu xe vui sành này giá nó cũng đang tương đối khá là cao so với trước đây cái mùa Covid này. Và hiện tại thì đối với vui sành đấy, hàng hóa thì nó cũng rất là khan hiếm các bạn. Nói chung thì được nhiều người rất là ưa thích luôn. Nhưng mà trên mẫu xe Vision mới này á, có hai điều mà nhiều khách hàng đang phản hồi cho mình. Cái thứ nhất là về phần động cơ. Động cơ của mẫu Vision mới này á, động cơ nó kêu rất là to các bạn. Khi mà các bạn lên dốc hay là bạn gồ ga á, thì cái động cơ, cái tiếng á, nó nghe rất là to. Đó là do cái phần động cơ nó được cải tiến lại so với đời cũ ha. Và thứ hai là cái phần bô thì nó cũng được làm mới lại, chính vì thế thì nó phát ra cái âm thanh nó cũng lớn hơn so với đời cũ ha, ồn hơn á, tại vì ở nhà mình cũng có chạy một chiếc phiên bản tiêu chuẩn rồi, màu trắng. Và thứ hai là cái đèn,
đèn halogen luôn sáng như thế này đây. Thì khi mà các bạn mua xe thì các bạn phải tốn thêm khoản chi phí khoảng 400 ngàn để độ công tắc đèn nữa. Còn nếu như bạn nào mà không độ thì để đèn luôn sáng như vậy thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó sẽ giảm cái tuổi thọ của bóng đèn halogen của mình. Bóng đèn halogen thì nó tuổi thọ nó tính dựa trên cái thời gian thắp sáng ha. Nếu mà chúng ta chạy thường xuyên á, đèn sáng nhiều thì sẽ nhanh hư bóng đèn cũng như là cái bình của chúng ta ha. Nhưng mà thì theo tiêu chuẩn mới này của châu Âu thì bắt buộc Honda Việt Nam cũng phải làm theo tiêu chuẩn đó thôi. Mình không thể nào mà mình không làm theo được. Còn những bạn nào muốn độ thì độ được thôi. Đây thì cũng có nhiều người cũng có tiêu cực. Chẳng hạn như là độ làm chi, có tốt thêm mua xe của Honda mà về phải tốn thêm 400 ngàn để độ công tắc đèn nữa. Chắc là hơi bị kỳ đúng không? Nhưng mà mình ở thời đại văn minh rồi, thời đại 4.0, 5.0 rồi thì mình phải theo cái tiêu chuẩn của quốc tế thôi. Còn những bạn nào không có theo được thì các bạn phải độ lại thôi. Nếu các bạn độ lại thì các bạn sẽ mất chi phí, đó là chuyện đương nhiên rồi. Còn về cái thủ tục trả góp á, thì các bạn chỉ cần trả trước cho mình khoảng 20% thôi. Chứng minh nhân dân bằng lái hoặc là chứng minh nhân hộ khẩu là thì các bạn sẽ mua xe được ha, trên 18 tuổi. Như chiếc này thì mình có gắn cái ốp inox ha, nguyên bộ luôn, và phuộc Asigo màu vàng phía bên kia cũng như là cái mâm ha. Phuộc này là khoảng 2,5 triệu, cái mâm khoảng 2,5 triệu nữa đó. Phuộc Asigo ha, nhìn nó đưa vào thì nhìn nó nổi hơn đúng không? Thì so với cái phuộc zin của đó thì nhìn cảm giác như là nó hơi bị yếu. Nếu mà chúng ta chở hai người hay chúng ta chở nặng á thì cái phuộc sau thì nó cảm giác như là nó không được cứng cáp lắm ha. Nhưng mà ở cũng khá là ổn rồi, tại vì cái xe này là đăng ký chở hai người mà, chính vì thế thì Honda Việt Nam nó cũng đăng cân đo đong đếm hết rồi, thì nói chung là cũng không có đến nỗi mà quá tệ đâu các bạn. Chỉ có cái là cảm giác mình đi xe nó không có nhúng bằng nhiều thôi. Còn những bạn nào mà muốn phuộc mạnh mẽ hơn thì bạn độ lại giống như chiếc bên đây ha. Đó thì cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình nha. Những bạn nào muốn biết giá chính xác của biển số hoặc là bạn cần hỗ trợ gì đó thì bạn cứ comment phía bên dưới hoặc là gọi số điện thoại cho bạn Ngân ha, thì bạn Ngân sẽ tư vấn cho bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn các bạn.